Năm 2016, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam chính thức thành lập cơ sở tại Đắk Lắk, đào tạo các chuyên ngành như kinh tế, tài chính ngân hàng, quản lý đất đai, dược học, điều dưỡng. Trong những năm qua, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk tuyển sinh được 424 học sinh, sinh viên, hệ trung cấp và cao đẳng. Trong đó có những em có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cao, đủ điều kiện trúng vào các trường đại học, nhưng các em đã chọn Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam để theo học. Năm học này, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hướng đến đào tạo liên thông lên đại học. Tại lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã khen thưởng cho tập thể giảng viên, sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và tặng học bổng cho các sinh viên có điểm đầu vào năm học 2020-2021 cao. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên thực tập và làm việc sau khi ra trường.